Với một cái phôi gỗ chất lượng như này thì khẳng định là nó sẽ thấu quang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là nó thấu quang đến mức độ nào nhá. Đây, khi chiếu vào này. Đấy, khi chiếu vào các bạn nhìn thấy nó trong chưa? Trong như là một viên ngọc chưa? Đấy, chỗ tai con lợn này. Nó trong như là một viên ngọc. Đấy, cho nên là cái phôi gỗ này phải nói là nó cực kỳ già. Nó càng già và nó càng thấu bao nhiêu thì cái phẩm chất của cái phôi gỗ này nó càng đặc biệt. Đó, và nó, cái giá trị không những là nó nằm ở cái chỗ mà đục đẽo nữa, và giá trị nó nằm ngay ở trên cái phôi gỗ như này. Đấy, trong mõm con lợn này nó trong như là một viên ngọc chưa. Đây, ra cái cạnh này nhìn thấy nó rõ hơn đúng không? Đấy, trong vắt chưa. Và đây chính là cái tác phẩm tiểu cảnh gia đình của một bác khách ở trong Cần Thơ. Và chúng tôi đang dự kiến là từ nay đến Tết thì sẽ xong được cái tác phẩm này trên phôi gỗ cực kỳ đặc biệt, hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, thấu quang và kết tuyết nhé.